Ok, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ok, thì sau vài ngày không có bình luận video về hệ tập đại chiến thì hôm nay mình sẽ quay lại với một chiếc clip này nha anh em. Thì hôm nay khá là vui là mở SS được con Sanjin là đúp, nên mình quyết định sẽ hy sinh anh San... Ủa? Anh AC để nâng Sanjin là đúp lên nha anh em. Ok, thì không phải là hy sinh mà tạm thời mình lấy food của A để mình nâng Sanji lên thôi. Tại Sanji mình nâng là được 9 sao anh em. Ok, không giờ mình sẽ vô hòa trả A lại nha. Đấy, nó sẽ trả lại cho mình Belly với đá SP. 5 con A này mốt mình cũng nâng lên lại à. Ok, chủ yếu là giờ mình cần food để mình nâng con Sanji lên trước. Mấy mốt nó reset cái sự kiện tháng thì mình nâng lại con A à. Đấy, A đam boss giờ vẫn còn ngon lắm. Ok, mình sẽ vô cửa hàng mình mua thêm một phút nữa nha anh em. Cái cửa hàng mà bán trái quỷ ấy, hình như này là mình reset rồi á. Mình vô mua thêm một phút nữa. Ê, ôi phải nào, còn 10 tiếng nữa kỳ ta. Ủa sao mình nhớ là qua ngày mới là nó reset người ta. Thôi thôi, ốc chó à anh em à. Thôi 10 tiếng sau nó mới mình mới nâng được anh em. Hơi đen. Ok, thôi cậy tẩy lại đá của ai nâng đá lên một xíu của Sanji lên. Đấy, cái dòng này cũng ngon rồi. Chi mạng ba mấy phần trăm mà được rồi. Ui, tưởng gì thiếu một phút anh em mà. Hơi nhỏ. Ok, thì cái sự kiện tháng này mình vô cho anh em coi. Nó còn có vài ngày nữa nó cũng reset rồi. Mình đợi vài ngày nữa mình đã gửi A lên mình lấy kim cương. Quá này sự, quá tuyệt vời. Mình tính hết rồi anh em ạ. Ok, vô BK mấy anh niên test Sanji cho anh em xem nha. Để coi anh niên nào tầm tầm với mình. Giờ server mình mạnh lắm anh em à. Mấy ông nó toàn chơi mà A 10 sao rồi không, sao chưa chơi lại. Ui, cái này phải bỏ Nami vô. Frankie của mình phá dở lắm. Mới 9 sao nó chưa có mạnh. Ok, cùng có anh sạn thể hiện nè. Bỏ anh A để nâng anh sạn đó. À luôn, 1 triệu 5 được chiến mà còn có 1 triệu 4. Ui, không dám nộ được có ai luôn. Đấy, sút đi anh. Ui, mà cô nhảy cũng đau quá chứ. Ui, sút. Sút mình thấy cũng không đau gì lắm ha. Chắc là đau nó chủ yếu là nó giật động. Hoặc là mấy con này quá mạnh anh em mà. Thành sạn mới có 8 sao. Nè, xem đam thử. Ui, đam cũng ổn mà anh em, đâu có thấp lắm đâu. Ok, test lại trận nữa đi. Mình thấy đam nó cũng ổn chứ đâu có thấp lắm đâu ta. Thì nếu mà anh em có cái team như của mình á, mà được tặng thêm con Usopp nữa, thì anh em mở cái L1 anh em chọn Usopp nha. Mình nghĩ là nên chọn Usopp hơn. Nhưng mà mình thì mình đã thích sạn nên mình chơi anh sạn trước. Sau này có Usopp thì chơi sao thôi. Với lại mình không có cái bàn kỹ năng của xạ thủ này mà. Sau này mình sẽ chơi thêm Ranky với Usopp nên chắc sẽ nâng thêm á. Ui, mình thấy nó sút cũng đâu có đau đó. 18 stat kìa. Ui, 18 stat sút luôn. Sức thương ở tầm 4 triệu sát thương cũng giá ghê đó. Ok, tìm một thanh niên nữa đi. Thanh niên nữa đấm nhau với mình. Server mình toàn giờ nông dân mà mạnh lắm. Đó anh em thấy không, ông kia có Usopp 9 sao luôn kìa. Ông nó chắc dồn hết vô Usopp rồi. Còn mình chắc mốt mình dồn hết vô Sanji luôn. Ủa, nó giật độc một lần là 100k anh em thấy không? Không biết anh em mới nhìn kịp không ha? 100k thì 5 con là 500k, giật chừng bóng tôn thôi là được mấy triệu sát thương rồi.
Ui, sút có 100k. Tệ hại thiệt sự thôi mà. Thôi thôi, chắc giờ đi ngủ sáng mai 10 giờ 10 tiếng sau cái đó reset về mua. Tệ luôn. Mình tưởng là nó qua ngày nào nó reset theo luôn. Ai ngờ phải đợi 10 tiếng nữa hả? Hiện lúc mình đang quay clip bây giờ là gần 12 giờ đêm á em. Ôi. Ui, nhìn Sanji đam kìa anh em. Ui, anh Sanji gánh anh Moria 11 sao quái nồi luôn. Sanji 7 triệu sát thương Moria. Nhìn Moria mà nản luôn ấy. Còn Moria này mốt mình cũng tách ra anh em. Mốt mà nếu mình có food LPG á, anh tách Moria ra mình đang LPG 11 sao. Còn anh Moria cả đi, cho 10 sao thôi anh em à. Nó nộ thì đau thiệt á, nhưng mà lên đây càng cao, càng đánh với mấy ông mạnh thì nó càng khó nộ. Anh em thấy đam đó không? Đấu nhiều qua AWG rồi đúng không? Bây giờ meta của mấy anh giật độc rồi. Chơi mấy con tướng mà như kiểu Sanji với Usopp anh em. Mấy con đó bây giờ đang là meta đấy. Đấy, rồi quýnh với anh đi để thử luôn. Ui, nhìn con ai kìa đẹp. Nhớ con ai không? Mời tạm biệt con ai vài ngày nha. Mốt mình cũng nâng bạn lên lại thôi. Mà sao giờ mấy ông server mình toàn có Sanji 11 sao rồi hay quá ta. Mời nó biết mấy ông nó kiếm đâu ra luôn ấy. Mình đựng con 9 sao là hên lắm rồi đấy. Ui, cái con Marco mình cũng 8 sao mà nổ đau ghê ha. Suốt đi sản. Ôi, chưa kịp suốt nữa. Nhưng mà vẫn có đam nha. Vẫn ngang anh. Vẫn hơn chứ. Hơn anh Moria 11 sao nha. Ok. Thì ở đây mình có một cái vấn đề muốn nói cho anh em nữa là cuối clip nè. Thì Nami mới ra một cái sự kiện mới để anh em dự đoán tướng. Ok anh em. Thì mình đã vừa vô truy cập vào trang web của Hai Thạch Đại Chiến nha. Thì ở đây thì mình sẽ kiếm cái sự kiện mà dự đoán cho anh em xem. Ở đây đang có sự kiện vote nhân vật nữ ấy, thấy cũng khá hay. Đấy, like, share, comment, bài viết ở chế độ công khai nè. Mình quan tâm là phần quà nhận ALL server hơn. Đó là con Luffy với Zoro là đúp anh em à, khá là ngon. 1 triệu đá nâng đồ luôn hả? 1 triệu hả? Mãi nồi luôn á. 1 triệu là gần bằng 300 mấy ngàn nạp vô á. Hình như 300 mấy ngàn nạp vô là được 300k đá nâng đồ. Mình nhớ là vậy. Đấy, anh em đọc kỹ cái tên lại nha. Phần quà sẽ được trao trong vòng 72 giờ kể từ khi kết thúc sự kiện. Thì lúc đó thì anh em mới được nhận quà nha. Chứ anh em mà nếu mà đạt mốc rồi đấy thì cũng đâu nhận được liền đâu. Anh em hối dây cho mệt đúng không? Anh em mình đợi thôi cũng nhận được vậy. Có gì đâu hấp tấp. Ok, mình sẽ xem cái trailer thử nha. Đấy, Sanji là một người rất đặc biệt với tôi. Tôi có bí mật này muốn nói với mấy cậu. À, khúc này là nhỏ Budding này nó cứu lừa anh Lùi với Nami nè anh em. Lúc này thì Sạn đang đứng ngoài nghe hết rồi. Mà anh em thấy Sạn đứng vậy chứ đâu phải đứng ở trong chỗ mà giam Luffy đâu. Đứng trong phòng của trước phòng của chị nó đó anh em. Chứ đâu phải là nó nghe trực tiếp từ chỗ Luffy đâu. Đấy, thề luôn. Đấy, tướng mới hay gì nè anh em, Brook nè, Brook SNS nè. Anh em có nhớ lúc trước mà nó có tặng con Brook mà miễn phí không? Vượt ải chứ. Nhưng mà nó thu hồi lại rồi. À, Katakuri nè anh em. Ui, Katakuri mà ra chắc y như bên không có điện thoại làm nên một meta. Đấy, lúc này anh Sạn đang đứng trước cửa phòng của chị Rezu ấy. Thì cái trả lời cũng tới đây anh em à. Nè, anh em nhớ like share nha. Mình coi mấy năm này dự đoán nè. Brook, New World, Carrot nữa. Carrot nghĩ không ra đâu. Nami, Brook cũng có thể đấy chứ. Mình nghĩ Brook nè, với Chopper đi. Tại bây giờ đang là thời đại của team mũ rơm mà còn thiếu thiếu Robin nè, thiếu Brook, thiếu Chopper.
Không biết có cho Zimbe SNS không nữa. Tại Zimbe cũng vô bằng mũ rơm mà anh em. Manny này có thể là Brook với Chopper nha anh em. Tại vì hôm nay là ngày 13, 3 ngày nữa là kết thúc sự kiện này. Cái xong tuần sau nó sẽ ra sự kiện của Brook. Cái là tới ngày 16, 7 ngày sau là ngày 23 là kết thúc Brook. Ý, ngay cái tuần Noel là cái tuần ra Chopper là hơi hợp lý luôn ấy. Nhưng mà trong trailer nó không có Chopper. Bởi vì mình nghĩ là nó sẽ ra con cả đi, mình dự đoán là Brook với Chopper nha anh em. Anh em có dự đoán khác thì comment cho mình biết nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video này. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.